Thân mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Phương xin được giới thiệu một bài viết nhận định về vụ thả bom Dinh Độc Lập năm 1975 của tác giả Lê Phiếu, cựu phi công F-5 phi đoàn Hồng Tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Thành Trung là ai? Chuyện cách đây đã gần 47 năm. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, một phi công của Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng phi cơ F-5 thả hai trái bom xuống Dinh Độc Lập vào thời điểm miền Nam tự do đang trong tình trạng hấp hối. Một biến cố xảy ra đã lâu nhưng không chìm vào dĩ vãng. Điều đáng nói là đã để lại trong đầu óc các thế hệ mai hậu những suy nghĩ lệch lạc không đúng sự thật của lịch sử. Tôi hiện tại đã 71 tuổi, ngày xưa nhập ngũ cùng khóa 469 không quân, cùng xuất thân từ trường dạy bay phi cơ phản lực chiến đấu A-37 ở Ingling Air Force Base, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, và sau đó xuyên huấn trở thành phi công F-5 vào cuối tháng 12 năm 1972. Nguyễn Thành Trung ở Biên Hòa, còn tôi chuyển ra Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, bài góp ý này tôi đã viết cách đây hơn 5 năm, đúng vào ngày tưởng niệm Trung Cộng đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thật ra ban đầu tôi đã quá chán ngán thời cuộc và những hệ lụy nghiệt ngã của thân phận. Tôi cố quên tất cả, khép lại mọi quá khứ đau buồn, sống an phận với những năm tháng cuối đời nơi xứ người. Nhưng khi nghe bài trả lời phỏng vấn khoác lác không đúng sự thật của Nguyễn Thành Trung, nên tôi quá ức lòng và thiết nghĩ, cần phải nói lên tiếng nói của mình, lịch sử là phải trung thực. Nguyễn Thành Trung là ai? Trước hết, với tư cách là một người đồng môn, đồng khóa, tôi, Lê Phiếu, cựu trung úy phi công thuộc phi đoàn F-5 Hồng Tiễn 538 ở Đà Nẵng. Trước khi góp ý, xin nêu lên hai dự kiện quan trọng chính yếu mà tin rằng dư luận rất ít ai biết đến. Thứ nhất, phi vụ thả bom hôm đó không phải chính thức của Nguyễn Thành Trung đương sự, không có tên trong bản phi lệnh được lên danh sách chiều hôm trước, có nghĩa là phi vụ trung bay hoàn toàn bất ngờ ngoài dự tính. Nếu hôm đó bạn tôi Nguyễn Văn Lượm từ Sài Gòn không lên trễ để rồi trung bay thế, thì đã không có chuyện đánh bom Dinh Độc Lập xảy ra. Lượm hiện tại đang ở Seattle, Hoa Kỳ. Thứ hai, vào thời điểm dự tính kế hoạch phi vụ F-5 không kích trả đũa, chứ không nói tái chiếm đảo Hoàng Sa, lúc bấy giờ phi đoàn Hồng Tiễn chưa được trang bị F-5E. Dẫn chứng là Trung tá Phạm Đình Anh đúng vào thời gian này đang tu nghiệp loại phi cơ F-5E này ở Hoa Kỳ và Thiếu tá Hồ Kim Dầu xử lý quyền phi đoàn trưởng. Một sự kiện cách đây đã hơn 40 năm mà hầu như ai cũng chưa quên. Và báo Thanh Niên trong nước đã đưa ra một bài viết về sự tiết lộ một bí mật mà Nguyễn Thành Trung đã giấu kín trong suốt hơn 40 năm qua. Kế hoạch các phi công F-5E không kích nhấn chìm 40 tàu Trung Quốc tái chiếm Hoàng Sa. Những lời Nguyễn Thành Trung nói đã khiến cho các độc giả, nhất là giới trẻ, thế hệ sau của cả hai miền Nam và Bắc, với bầu nhiệt huyết lòng yêu nước trung thực và truyền thống chống ngoại xâm của cha ông đã nức lòng nuối tiếc. Các cháu góp ý, đọc xong, các cháu xúc động muốn khóc và thầm oán trách Tổng thống miền Nam Nguyễn Văn Thiệu lúc đó tại sao không tiền trạm hậu tấu, bỏ dở kế hoạch nửa chừng hoặc đừng tin vào Mỹ, vân vân. Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Thành Trung còn kết thúc câu chuyện rất tâm lý là đã để lại cái gánh nặng, nếu không thì thế hệ mai sau đỡ vất vả dường nào, vân vân. Các cháu đã khóc thật lòng vì quá cảm kích câu nói này. Và chính tôi đây cũng muốn rơi nước mắt vì mình cũng là người trong cuộc. Hình ảnh mà hôm nay đang được các cháu chiêm ngưỡng, nhưng cách đây 40 năm, khi các chiến hữu lần lượt cất cánh, tôi đã tự nguyện từ trên chiếc F-5 leo xuống và ở lại. Vẫn bị người anh em bên thắng cuộc bắt tù đày và đưa đi vùng kinh tế mới khổ sai suốt gần 20 năm. Tôi đã khóc không phải vì nuối tiếc cuộc đời
mà chỉ tức tưởi. Không biết nói làm sao cho thế hệ con cháu ngày sau hiểu được dòng lịch sử nghiệt ngã hôm nay của dân tộc, mà sự hủ lậu đã thắng nền văn minh, kẻ độc ác đã thắng nhân bản, khoan dung nhân ái. Tôi cũng có đọc bài viết của Long Ly, một khoa tiêu hồng tiễn năm 38, mà gần đây nhất là tiếng nói của thiếu tá Hồ Kim Dầu, quyền phi đoàn trưởng của chúng tôi và là người chỉ huy trực tiếp phi vụ. Kế hoạch không kích trả đũa chứ không nghe nói đến từ ngữ tái chiếm. Thiếu tá Dầu đã trình bày rất chính xác, trung thực. Tôi còn nhớ anh em được căn dặn giấu cả vợ con, người thân. Hôm đó ngồi bên nhau, tâm tình tới hơn nửa đêm. Thiếu tá Dầu còn nói nửa đùa nửa thật: chúng mình ăn Tết trước. Ý nói là ra đi có thể không trở về. Ngay cả vị chỉ huy trực tiếp trận đánh mà toàn bộ kế hoạch chỉ cho biết trước một ngày. Vậy mà Nguyễn Thành Trung, lúc đó chưa lên được trung úy, đã nắm rõ kế hoạch bí mật giấu kín suốt 40 năm. Sự thật chỉ có độc nhất phi đoàn Hồng Tiễn năm 38 đảm trách, chọn 10 trong số 18 hoa tiêu cho cuộc không kích. Và lúc bấy giờ, xin nói rõ thêm một yếu tố quan trọng mà hầu như không ai đề cập là phi đoàn Hồng Tiễn chưa có trang bị loại phi cơ tối tân F-5E này. Dẫn chứng là Trung tá Phạm Đình Anh, niên trưởng, đang thụ huấn ở Hoa Kỳ. Nguyễn Thành Trung đã tăng lên 6 phi đoàn tham dự. Đương sự nói có cả 100 hoa tiêu đồng loạt ký giấy tình nguyện, vân vân. Đương sự còn nói dối không ngừng miệng là các đại tá, trung tá tuyên bố đánh Việt Cộng chỉ để đánh chơi thôi. Nguyễn Thành Trung còn biết được như thế, sao không nghĩ tới Việt Cộng? Cùng là người Việt Nam, nhưng chủ trương thà giết lầm hơn bỏ sót, đã chôn sống hàng ngàn người dân vô tội, kể cả học sinh ở Huế. Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa là do ai? Nước Việt Nam theo đúng nghĩa chỉ tạm thời chia cắt, nhưng cả miền Bắc đứng đầu là Hồ Chí Minh lúc đó. Trung Cộng đã là quan thầy, với hai gọng kềm, vừa thù trong, vừa giặc ngoài cấu kết. Miền Nam có thể làm gì được? Nhưng cuộc hải chiến ngắn ngủi vô cùng đẫm máu vẫn đã xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 1974, cho dù không tương quan lực lượng, đã làm rúng động lòng người. Thiếu tá Ngụy Văn Thà và 70 chiến hữu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tự trận rất bi hùng, biết sẽ chết vẫn chiến đấu tới cùng. Miền Bắc lúc bấy giờ im lặng, nhưng cả miền Nam sôi sục. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có lẽ trong giây phút quá kích động đã quyết định trả đũa bằng một trận không kích mạo hiểm F5, bởi điều kiện và địa hình rất khó khăn, chứ không phải như Nguyễn Thành Trung nói phét 100% là thắng. Nhưng vào phút cuối, tôi tin rằng Tổng thống đã hủy bỏ vì không muốn hy sinh thêm nữa xương máu của chiến hữu. Và về mặt quốc tế, hình như Mỹ không thể tham dự hay hậu thuẫn trong trường hợp này, chứ không phải không muốn can thiệp. Thưa quý vị và các bạn, qua hai bài viết, một là cuộc phỏng vấn của báo Thanh Niên trong nước về kế hoạch phản công của chiến đấu cơ F5 mà người phi công anh hùng huyền thoại Nguyễn Thành Trung đã tiết lộ những bí mật giấu kín trong suốt hơn 40 năm qua. Và bài thứ hai là cuộc trao đổi thảo luận với nhân vật sống, thiếu tá Hồ Kim Dầu, quyền phi đoàn trưởng Hồng Tiễn năm 38, trực tiếp chỉ huy phi vụ không kích, đã lên phương án chu đáo sẵn sàng cất cánh nếu vào phút cuối kế hoạch không hủy bỏ. Tôi không thể hiểu nổi với dụng ý gì, và Nguyễn Thành Trung đã suy nghĩ như thế nào, ai đã đứng sau lưng, hay đã đến lúc tuổi già lẩm cẩm mà đương sự dám dựng lên sự kiện với những chi tiết láo khoét hết sức lố bịch. Nguyễn Thành Trung thật sự là ai? Một anh hùng phi công huyền thoại hay chỉ là nhân vật thức thời cơ hội? Lúc mới nhập ngũ tại Trung tâm huấn luyện Quang Trung ngày 1 tháng 6 năm 1969, đại đội 44, tiểu đoàn Nguyễn Huệ. Các bạn nào thuộc khóa 469 không quân hẳn chưa quên danh hiệu Trung Gà Tre, do cái dáng đi, kiểu cách ăn nói và khuôn mặt phản phất nét gian manh của đương sự. Và ngay cả bây giờ, khi ngồi gác chân trên ghế sofa, hành động của Nguyễn Thành Trung thả đại hai quả bom xuống Dinh Độc Lập đã tác hại cho ai và ảnh hưởng những gì trong khi cuộc chiến sắp kết thúc
mà phần thắng đã 100% nghiêng về Cộng sản miền Bắc. Rồi sau đó còn kéo thêm một số trợ cờ theo gió, bay A-37 dội bom phi cảng Tân Sơn Nhất, trong lúc người dân đang đau khổ chạy loạn. Thử hỏi đó là hành động anh hùng, quân tử hay độc ác dã man? Có cần thiết hay không? Và phi vụ mà Nguyễn Thành Trung đã phản nghịch dội bom Dinh Độc Lập hôm đó không phải chính thức của đương sự trực bay, mà đây chỉ là tình cờ. Thiếu úy Nguyễn Văn Lượm từ Sài Gòn lên trễ và đương sự đã bay thế. Sự thật là không có sự chuẩn bị trước nào cả. Bởi vậy, khi về đáp ở Phước Long, ban đầu phi cơ vẫn bị bắn. Lúc còn ở trong trại tù, tôi không nhớ rõ là năm nào. Nhưng tôi đã tâm sự cùng một số bạn tù thân tín hết sức buồn cười khi học tập qua báo chí. Đã bịa đặt ca ngợi anh hùng Nguyễn Thành Trung đã dám đứng lên hát vang những bài hát ca ngợi cách mạng trong thời gian du học ở Mỹ nhân dịp vui Tết năm Tân Hợi. Mà lúc đó tôi cùng có mặt. Nhìn lại quá khứ, nào là Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, vân vân. Chuyện gì mà miền Bắc không bịa đặt được? Nhưng nếu đương sự là nội tuyến được Đảng Cộng sản gài đặt, thì thử hỏi trong suốt hơn 3 năm kể từ lúc chính thức trở thành một phi công A-37, rồi F-5, đương sự đã gây được những tác hại gì đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Ở vào thời điểm 1972, trận chiến đang trong giai đoạn cao điểm khốc liệt, tiêu diệt được một phi công, nhất là Hoa Tiêu, đánh bom là cả một thành công và mơ ước lớn của Cộng sản Bắc Việt. Một tổn thất nặng nề cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bởi đào tạo một phi công khu trục chiến đấu mất nhiều thời gian và rất tốn kém. Cộng sản Bắc Việt có thể cho gài bom sát hại hàng chục nhân mạng vào mỗi sáng hoặc buổi họp hàng tuần. Khi tất cả Hoa Tiêu có mặt đầy đủ, mà Nguyễn Thành Trung với bộ đồ bay thực thụ rất dễ thực hiện hành động, hoặc muốn phá hủy hàng loạt máy bay, cần gì hôm nay đương sự phải dối trá theo lối trẻ con, cố ý đạp mạnh cho hư. Còn việc Long Ly cho rằng Trung cố ý bay tụt hậu, dùng đại bác 20 ly bắn phi cơ của Nguyễn Thăng Long rồi nhảy dù phi tan, tôi, phiếu 538, hoàn toàn không đồng ý với bạn. Trung không can đảm được như thế. Hơn nữa, đương sự có muốn thủ tiêu phải chờ cơ hội cỡ như Trung tá Đàm Thượng Vũ hoặc thiếu tá Hồ Kim Dầu nhà mình. Còn Nguyễn Thăng Long mới ra trường, đang huấn luyện, đâu có nhiều nợ máu. Thật ra đây là lỗi của Nguyễn Thành Trung thiếu kinh nghiệm, làm chết tan xác wingman của mình. Theo nguyên tắc bay hợp đoàn, hai đầu cánh phi cơ cách nhau không quá 1 mét và số 2 phải luôn thấp hơn khoảng 2 tấc. Đổi tần số, leader phải chờ số 2 click trước. Đằng này tin chắc rằng cả hai cùng là một lúc nên mới xảy ra tai nạn thảm khốc. Khi đã va chạm vào nhau, leader ở vị trí phía trước còn có khoảng thời gian 10 giây để nhảy dù, nên Nguyễn Thành Trung đã thoát chết, còn phi cơ của Nguyễn Thăng Long bị chạm ở phần đầu nên vỡ tung tức khắc. Mới đây có thêm một bài viết cũng đặt giả thuyết như thế. Theo tôi thì không thể thực hiện được khi hai phi cơ đang bay formation fingertips, có nghĩa là đội hình cánh sát cánh khi vừa cất cánh và join up không đủ thời gian khoảng cách tác xạ mục tiêu. Bạn Long Ly nói đúng, Nguyễn Thành Trung tưởng rằng dân bay F5 không còn ai, hoặc không ai lên tiếng, nên đương sự đã nói láo trắng trợn, lập luận theo lối trẻ con, để tự đánh bóng mình, cố ý đạp mạnh đường băng ngắn để làm hại phi cơ, vân vân. Nhưng dù cho rằng Nguyễn Thành Trung là người do Cộng sản Bắc Việt đã gài đặt, thì trong thời gian từ năm 1972 đến năm 1975, với nhiệm vụ một phi công A-37 rồi F-5, đương sự đã phải thi hành biết bao nhiêu phi vụ, thực hiện bao nhiêu lần đánh bom. Và để bảo toàn thân phận, lẽ dĩ nhiên đương sự không thể đánh sai mục tiêu vì có máy ảnh chụp kết quả, L-19 chỉ dẫn, quân bạn chứng kiến, leader hoặc wingman theo dõi từng pass một. Tóm lại, đương sự không thể không trút bom xuống đồng đội mình là Việt Cộng. Thử hỏi Nguyễn Thành Trung đã mang một sứ mệnh, trọng trách ghê gớm gì mà đến nỗi đồng đội phải hy sinh như thế để giữ bí mật bảo toàn cho đương sự. Trong suốt hơn 40 năm qua, báo chí thường nhắc đến Nguyễn Thành Trung với danh xưng như một anh hùng phi công huyền thoại. Theo tôi nghĩ, dù ở chuyến tuyến nào, chủ nghĩa cộng sản hay tư bản, hành động của một cá nhân dám hy sinh cả tánh mạng, bất chấp mọi hiểm nguy
để mang lại đại nghĩa cho lý tưởng của mình. Đó mới gọi là anh hùng, là một thành quả, một ý chí. Đòi hỏi sự tài ba, xuất chúng, không ai làm được. Tự nó sẽ đi vào huyền thoại trong lòng mọi người. Anh hùng Lý Tống, một phi công A-37 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vượt thoát lao tù Cộng sản sau năm 1975, qua đến Mỹ bằng đường bộ, rồi trở lại Việt Nam, dùng phi cơ dân sự rải truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng dậy đòi tự do. Nhảy dù bị bắt, bị gán tội không tặc, kết án nhiều năm, nhưng được cả thế giới ngưỡng mộ. Ra tù, trở về Mỹ, lại mướn máy bay rải truyền đơn thách thức cả nước Cộng sản Cuba. Lại tiếp tục dùng máy bay từ Thái Lan bay qua Việt Nam, rải truyền đơn lại ở tù. Đời người có được bao nhiêu cái thập niên mà Lý Tống đã đếm hơn 20 năm trong các lao tù khắc nghiệt, điềm nhiên đếm từng tờ lịch như chiêm ngưỡng một thành quả, một cái giá đương nhiên mà anh phải trả cho hành động của mình. Và biết đâu, anh lại đang ung dung mỉm cười tự nhủ, mình đã không chết, số vẫn còn hên. Hành động phi thường của Lý Tống vẫn chưa dám đi vào huyền thoại. Còn Nguyễn Thành Trung vội vã trút bỏ hai trái bom, cái gọi là để giết chết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong lúc miền Nam đang trong cơn hấp hối, rồi ồ ạt thả hàng loạt bom xuống phi cảng dân sự Tân Sơn Nhất, bất chấp người dân đang đau khổ, khiếp đảm chạy loạn. Một hành động mà bất kỳ người phi công khu trục bình thường nào cũng làm được nếu đánh mất nhân tính. Thử hỏi, người phi công F5 phản bội Nguyễn Thành Trung, anh hùng ở chỗ nào, huyền thoại ở đâu? Ký bút Lê Phiếu, cựu phi công F5, phi đoàn 538, Hồng Tiễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ngọc Phương xin kính chào.